nè đó, mình hạn chế nè đó. Hạn chế. Khi mà cái nước mà còn tận dụng rồi thì mình cứ còn tận dụng luôn á. Dạ. Đây là một cái trái ổi nè, mà nó bị nắng hạn, vàng và không có một giọt nước nào như thế này. Chở 3 bình hết không cô? Xe này chở 3 bình hết không? Bình hả? Dạ. Mình lấy 6 bình mình xài mấy bữa? 6 bình xài chắc 3 bữa. Hai ngày nay là nước nó xuống mà nước mặn chết à. Dạ. Bộ hẩm cá nó chết cào thúi kinh luôn, không có xài được luôn. Vậy đó hả? Bộ cá nó chết nó thúi luôn. Ba ngàn lít là 4.4 triệu. 4.4 triệu mà mua trả góp hả? Trả góp á. Là trả được nhiêu, góp nhiêu mình rồi? Trả 1.4 triệu đợt này, 1.4 triệu trả liền á. Dạ. 1.4 triệu mỗi tháng góp 1 triệu. Giờ được bao nhiêu chuyến như thế này rồi anh? Cái nhà vô đây 6-7 chuyến hả? 6-7 chuyến là một hộ là được một khối hả? Một hộ một xe. Một hộ là một... Đem xuống đồ khoan giếng xuống đây mà có kêu vô nhà luôn. Tỉnh Phan quậy sao xài. Mà nói đất ở đây làm như là gốc mắm, gốc đồ chất mùng đồ không à. Mấy anh khoan là nước bùn không à, dài không có được. Vì rồi người ta đi về người ta không có khoan. Ở đây là một cái ao mà trước đây là nước rất là nhiều, nhưng mà thời điểm này thì nó đã khô cạn, không còn một giọt nước. Và trong đây thì bà con phải chuyển tới nơi khác để ở luôn, là không có nước và đường ống cũng không vô được tới đây. Giờ không có mưa. Cô chú thấy đây là một góc và ở đây là cả một vườn luôn, thì chỉ có những cái thùng nước như thế này thì làm sao mà có thể đủ để tưới nó. Lữ đoàn Đồng Tháp tiếp tục mến chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng hôm nay thì Tâm cũng đang có mặt ở tại xã Gia Thuận của Gò Công Đông, Tiền Giang. Đó. Thì Tâm lấy cái điểm này làm điểm đầu tiên. Đây chính là một cái vườn ổi. Và bên dưới thì có những cái vườn lan, người ta trồng những cái đọt lan này. Chắc là mình không biết là cho heo ăn hay là để bán ha. Thì cái điểm mấu chốt là những cái cây ổi này, như cả nhà thấy là hiện tại không có nước tưới và nó mới vừa cho ra trái thôi, nhưng mà nó đã không có nước tưới thì nó trái hầu như là nó đã rụng một số rồi, rất là nhiều. Và đây là những cái trái nè, chúng ta thấy là nó hầu như nó lớn không nổi luôn ha. Và cái gốc nè, đây cũng là một cái trái nè. Và lá thì nó lại bị héo như thế này. Và cái gốc thì hầu như là khô cằn luôn. Chỉ có, tâm thấy là chỉ có những cái phân giống như phân dơ á. Nhưng mà đất thì khô nứt luôn ha. Không có nước. Đó. Trái thì bà con người ta cũng bọc lại nè. Bọc lại nhưng mà có điều không có cái nguồn nước, nó lớn không nổi. Đây nữa nè. Lá thì nè, như cô chú thấy thì lá nó quéo quéo như thế này. Cái lá non nó mà ra là bị cái nắng á, cái nắng hạn nó quéo nó táp. Và những cái trái nè, trái mới nè, như là cái lá nó quéo luôn. Đất nè, đất thì nó khô như thế này nè, nó nứt ra như thế này luôn nè. Thì làm sao mà nó có thể nuôi nổi một cái trái lớn được, nó không chết luôn một cái cây thì đó là rất là may mắn luôn. Đó, chú thấy thì cây nào cũng vậy ha. Cây bên đây cũng vậy nè, như cái lá nè,
hầu như là nguyên một cái vườn ổi này á, là tất cả những cái cây nó đều quéo lá như vậy, giống như nhau luôn. Đây là cô chú, chúng ta thực tế là một cái trái nè, bị nắng mà nó táp vô á và nó lớn không nổi luôn. Người ta cũng chùm nè, chùm bọc, nhưng mà tâm thấy ở trong cái trái nó vàng luôn á, giống như mình nắng quá nó chín luôn đó. Vậy vậy đó, cây nào cũng vậy luôn, cây nào cũng vậy. Ồ, ở đây nè, nè đây nè, trái mà nó rụng luôn, thúi luôn nè. Còn đây là một cái trái nè, tương lai nó sẽ rụng luôn nè, mềm xèo luôn nè, không lớn nổi luôn. Tình trạng này thì nếu như không có những cơn mưa thì những cái cây này sẽ toi đời. Và ở trong cái khu vực mà cái vườn ổi này thì tâm thấy độ đâu đó khoảng 3 công đất nha, khoảng 3 công đất. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào để tìm hiểu người dân ở xung quanh này và những nơi cho nước tiếp theo nha. Không biết nhiều nữa, cái nội vốn không hết 3 triệu rồi, tiền thần vướng chăm sóc chưa tính. Dạ, mình trồng cũng cả năm hả chú? Nay năm rồi đó. Vậy là đợi những cơn mưa, còn nước ngoài đó thì nó đã bị mặn chát rồi. Dạ, kế dòng sông mà cũng như không. Dòng sông quẩy nước mặn rồi. Dạ. Nước mặn mà. Dạ. Ở trong mặn ở ngoài ngọt nè, mà hôm nay nhiễm mặn đó. Dạ. Vậy là mình phải chỉ đứng nhìn những cái trái nó rụng thôi chứ thật sự. Dạ, héo queo đó. Dạ, héo queo, mềm xèo, nãy con bóp vô nó mềm xèo luôn rồi. Nhưng mà nói chung thì mình cứ đợi cơn mưa nó sẽ tỉnh lại thôi. Không có gì hết. Ở trong đây trồng ăn ngọt dữ lắm. Dạ. Nó ngọt dữ lắm. Vậy hả? Như đất có chân nước mặn hay gì á. Dạ. Nó ngọt. Vậy mình ăn thử rồi ha. Vậy là cái này, tính ra cái này là cái nguồn trái đầu tiên luôn. Mới có trái. Mới có trái. Tàn luôn, chưa kịp gì trơn. Phải chi nó đợi cho mình thu hoạch cái đi rồi hạn nghe chú. Dạ. Thì biết vậy đâu bọc chi. Dạ. Bọc tốn công mình nữa. Tốn tiền bọc. Dạ. Rồi sáng giờ chú đi lấy nước chưa? Sáng giờ chở rồi chiến nè. Chở có 4 thùng vậy đó hả? Đủ xài ngày ha. Đủ ngày. Dạ. Đơn giản. Tính ra là cái vườn ổi này là bao nhiêu công đất chú? Công mấy ạ? Công ráo là từ đó chạy lên sau là hai công tám. Tới sau hè mình luôn ha. 2 công 8. Là 2 công 8. Giờ tính riêng cái vườn ổi thôi là công mấy? Công mấy. Dạ. Đây là mấy cái thùng nước nè. Chú định tưới mấy cái gốc ổi này, nhưng mà tưới nó quá nhiều, tưới không phỉ rồi, cho nên phải để lại để sử dụng trong sinh hoạt gia đình luôn đó. Như cô chú thấy đây là một gốc, và ở đây là cả một vườn luôn. Thì chỉ có những cái thùng nước như thế này thì làm sao mà có thể đủ để tưới nó. Tàn ngô cái này. Cái chiến hái có đợt 5-7 ký vậy rồi cái bị luôn. Là nó không có mưa là bắt đầu cây nó héo luôn ha. Có nước tưới. Cái này có nước trái bự dữ lắm. Hết sức trái luôn rồi nè. Cái này hôm nay nó rụng nè, coi là bông đặc, trái đặc đó luôn á. Tàn ngô quá trời trái luôn. Không, bên đây là trái bự nè. Cái này mà nó mà có nước một cái là có nước cái là cái trái rất là to luôn. Dạ. Tính ra là chú cũng làm những cái hệ thống nè, tự động nè ha. Đó. Muốn tưa là bơm ở dưới kênh, thì hồi trước là nó nước ngọt. À, đây là những cái hệ thống đường ống nè, chú cũng làm tự động, nó bơm ở dưới kênh lên để trước nước ngọt, mà hiện tại bây giờ là nước nó đã mặn lòi luôn rồi, không có tưới tăng gì được hết.
mình tìm được cái ổi bự bự của mình. Đây nè, trái mà nó bị hư luôn rồi, nám luôn. Bây giờ đi theo chú để chú kiếm một cái trái ổi to nhất mà trước khi cái hạn hán á, trước khi cái khô cần xảy ra, là để mình coi cái trái nó to tới mức độ nào. Nhưng mà nó hư cái phần dưới rồi. Nó vẫn còn. Bây giờ thì chỉ cầu trời hết chú, không có nói gì được nữa. Như lá mà nó cứ là gà lá non là nó cứ quéo đầu à. Dạ, nó nằm quéo. Dạ. Tại cái nắng nó quá nắng. Nhà thấy thì có đất nè, có phân, cây ổi, cằn cọi, có phân này là phân dê, phân nhà của chú nuôi dê, và đất thì nó khô như thế này, không có nước. Và cuối cùng là một cây ổi nó đã bị cằn cọi luôn, mặc dù trái nó cho ra những cái trái đầu tiên của chú, rất là nhiều trái luôn, phải nói là cực kỳ là sót luôn. Bây giờ cũng phải cầu trời thôi, chứ không có biết làm gì hơn. Còn đây là những cái đê rau lan mà chú nuôi dê ha. Rồi đây là cái phân nè, mình đổ vô luôn. Có phân, có đất, nhưng mà không có nước thì cũng như không. Cũng đây là những cái phi nước nè. Nhưng mà nó không có đủ đô để tưới, không có đủ để tưới cho cái vườn ổi này. Là cái vườn ổi này của mình hả chị? Là tính ra là nó đã bị khô bao nhiêu lâu rồi mà em thấy cái lá nó muốn quéo luôn à. Mới tháng này là hôm đó còn nó còn xanh. Rồi mới chừng tháng này là không có thấy là nó bị héo vậy. Không có nước mà trái nó muốn rụng hết trơn luôn. Trái rụng hôm nay nhiều lắm rồi. Dạ. Vậy là chờ những cơn mưa hả chị? Rồi cuối cùng là mình cái chi phí mà mình phải bỏ ra cho cái vườn ổi này là hết bao nhiêu tiền? Dạ biết nhiêu nói vậy. Mới hướng đổ vô đó gì đó, hồi mới làm về mới có một nhánh, hồi đó cắt về có một nhánh mọc thôi mà giờ nó lên được bao nhiêu đó đó. Giờ coi cho ra trái nữa chứ. Cho ra trái nữa, hồi là mấy trái đạt đầu trái gì lắm mà ấy bỏ hết trơn à. Dạ. Rồi bây giờ mới cho ra trái thì nó bị vậy luôn nữa chứ. Tính ra nếu mình tính tình trạng mà nếu mà nó không có bị hư trái đi, là mình thu hoạch trái được và mình bán, thì bây giờ nó đã hư hết thì tính ra nó thất thu là cỡ khoảng bao nhiêu tiền chị? Biết nhiều nói giờ. Nói chung là nó cũng là một cái gì đó đáng khá là nhiều khi mà mình đang chuẩn bị thu hoạch rồi. Hồi đó là cái này là cái vốn không của tôi, hồi đó tôi mua một nhánh đó, cái nhánh nhỏ xíu á, là về tôi trồng là cái này mấy triệu bạc rồi đó. Dạ. Mà tôi trồng ngay là cả năm trời rồi đó. Rồi phân hướng này kia nọ vô đó. Dạ. Này mới cho trái ra. Em thấy ở dưới có những cái rau lan á, là rau lan đó mình để mình cho mình nuôi heo hay sao? Nuôi dê đó. À, nuôi trồng bậy nó để cho nó mát gốc ổi. Dạ. Mà giờ nước không có luôn nữa, nó gì tưới. Dạ. Ủa em thấy cái nhà mình có cái thùng bự quá, cả có chứa nước gì trong đó không? Chưa, mới mua đó. Mua trả góp luôn hả? Mua trả góp đó. Tàn ơi, rồi sáng giờ có chở nước chưa? Sáng giờ không chở được mấy cam để đó. À. Chở xài hàng ngày. Dạ, nói chung mình chở đủ xài ngày ha. Đủ xài hàng ngày. Vậy là cái phi này là để mới giữ chữ khi cơn mưa. Giờ mua về để đó là chờ mưa. Mưa xuống hứng à. Chứ giờ thiếu nước quá trời rồi, giờ không mua thì mình tới mùa nữa rồi thì năm nay họ cho, qua năm biết họ có cho nữa không. Dạ, người cơn mưa xuống hứng không được cái tức. Dạ. Giờ mua để đó là
Trời, ngặt cái mua trả góp nữa. Thiệt tình. Dạ. Cái thùng này bao bao phi này bao nhiêu lít chị? Nhiêu ngàn lít? 3.000 lít. Dạ. 4 triệu mấy đó. 3.000 lít. Người dân cho bà con mình ở đây có được cái nguồn nước máy để xài không? Mình cũng trông vậy chứ không biết nói làm sao giờ. Chị biết trông mong thôi. Trông mong thì chính quyền tạo điều kiện cho có cái nước mình xài á. Dạ. Chứ mình giờ trong đây nghèo mà vô đóng tiền quá ta chịu nổi. Dạ, đóng tiền vô cái nước. Vô cái nước chị mắc chịu nổi. Bên cạnh là cũng có những hộ gia đình thì cũng có điều kiện. Nhưng mà song song kiện. Đó cũng có những hộ còn khó khăn, người ta không đủ điều kiện để đóng một số tiền 5-7 triệu bạc. Thôi nhưng mà đôi khi là từ từ cũng sẽ tới. Dạ, từ từ cái nguồn nước máy sẽ tới gia đình của mình. Là tính ra là mình mua cái phi bao nhiêu tiền chú? Cái phi vậy 3.000 lít là 4.4 triệu. 4.4 triệu mà mua trả góp hả? Trả góp á. Là trả được nhiêu, góp nhiêu mình rồi? Mình trả 1.4 triệu, đợt này 1.4 triệu, trả liền á. Dạ. 1.4 triệu, mỗi tháng góp 1 triệu. Là thiếu là 3 triệu. 3 triệu 3 tháng. 3 tháng sau, mỗi tháng góp 1 triệu. Vậy mình mua nổi chứ mình không lần mua không nổi. Dạ, thấy mà khổ. Ừ. Nhưng mà như vậy mới có hả chú? Mỗi tháng mình dính ra 1 triệu, thì mình mốt lái ra 1 triệu mình mua nổi chứ lần mua không nổi đâu. Nếu mà mình không mua thì tới cơn mưa không cái có. Không biết lấy gì mà mình hứng mình dự trữ. Nếu mà được mua 2 phi thì êm quá hả chú? Khó mà mua 2 phi. Góp 1 phi 1 triệu bạc mà góp 2 phi là 2 triệu. Hơi nặng nha. Nặng. Hơi nặng. Là nó 3.000 lít. Dạ. Rồi vậy là con cũng cảm ơn chú ha. Con chúc chú sức khỏe, cũng mong là sẽ có những cái nguồn nước sớm. Hiện tại thì một chiếc xe này là xe ben chở 2 cái thùng nước ha, vào đây để lấy nước đem vào trong chùa, trong đình á, trong đình gần đây có đình một chú. Con này là xe bồn nè, xe bồn này của chùa, từ thiện. Đây có bạn chăm nước, bạn này nói từ sáng giờ thì đã cho 2 bồn này rồi. Như cái xe bồn bự đó nhiều lít biết không anh trai? Xe bồn bự mình nhiều lít biết không ta? Không biết rồi. Ở đây là của chùa làm từ thiện ha. Phía đó thì tâm thấy có một vị sư đậu nón lá. Chở mấy bình mà giữ gì anh? Wow. Sao anh không đậy nắp lại cái này, em thấy là nó văng ra nè. Dạ. 6 bình rồi, có quay lại chở nữa không? Quay lại. Bọn này mới đi làm mới chở cả nữa. Dạ, vậy là mình chở 1 lần cho nhiều, mình xài lâu ha. Mình đã xong đi làm chứ đâu có tình không hoài vậy. Dạ. Mà. Như chở 1 ngày. Nhỏ đi học ráo rồi. Dạ. Ở gần đây không anh? Xa. Lúc trong cây kẹt cho lớn luôn được. Dạ. Chở 1 lần gì xài được mấy ngày anh? Ở đây mình xài 4-5 ngày vậy đó. À 4-5 ngày cái mình chở 1 lần ha. Lại cho mình chạy nữa. Dạ.
không được trực tiếp như mấy người lớn tuổi tại nhà người ta. Dạ. Vậy là phải tranh thủ chở ngày nay cho nó nhiều đi. Ừ. Cái vô 4-5 ngày. Wow, cái bà gà này em thấy cứng lắm nha. Chắc chiếc xe này cũng là xe chở đồ dữ lắm nè, chắc phải vừa đó. Đây thì có hai bình của chú xe đạp ở trong đó nữa kìa. Sớm giờ mấy bình rồi chú? 6 bình rồi. Cô này hai bình. Rồi ở đây có một cô chạy xe đạp điện lại chở 3 bình. Chở 3 bình hết không cô? Xe này chở 3 bình hết không? Bình hả? Dạ. Vậy là sớm giờ 6 bình hả anh? Được 6 bình rồi. Là dự định chở bao nhiêu bình? Chiếc nào đã nghỉ rồi. vậy là 9 bình. Con có đủ xài được rồi. Dạ. Như để cho bà con ta hứng được hà chứ. Để mình có vài bình đủ xài được rồi. Mai mốt cái mình lấy nữa ha. Ừ, cho hết rồi bà đồng lấy tiếp. Dạ. Đúng rồi. Anh có xe lại tới cho là cứ mình lại mình hứng gì để xài. Dạ. Mấy năm anh? Cách đây mấy năm rồi? 3-4 năm rồi ha. Em nghe nói là năm 2020 á, là tình trạng thiếu nước ngọt là cũng tình trạng thiếu vậy nè. Lúc đó mà còn khổ hơn trời đó, hứng trồng trực, canh hứng dữ lắm. Đó giờ nước đổ nhiều giống như vậy đâu hả anh? Đúng rồi, giờ còn hơi đỡ đó, chứ lúc trước mấy năm trước cũng chất giả hơn giờ. Dạ. Năm nay tính là cái nguồn nước ngọt mà miễn phí cung cấp cho bà con ở đây là nó không có thiếu thốn, nó đầy đủ cho tất cả bà con. Đúng rồi, năm nay là thấy là xe to nhiều hơn á. Dạ. Cũng hôm nay xe cũng to nhiều. Chủ yếu là có thời gian mình đi lấy ha. Đúng rồi. Đi cũng canh có xe đặng chở chứ. Dạ. Xe xuống cho đặng chở chứ. Vậy xe chạy chứ nếu đâu chạy. Vậy. Mình chạy giờ bữa rồi thấy nó cũng hết mẹ rồi. Nó dạ. Chặt nó ăn uống đồ. Dạ. Cái gì chứ màu lắm. Lại cứ ngày với buổi sáng gì chứ tại ngày. Vậy là phải chính ra đó, mình hạn chế nữa đó. Hạn chế. Mà cái nước nào mà còn tận dụng lại cho mình cứ còn tận dụng luôn á. Dạ. Kiểu như giống như là mình tưởng tượng một giọt ra là uổng giọt. Vậy là phải lấy số điện thoại của mấy anh chị ngoài đây. Mỗi lần có xe nước cái điện mình. Có xe cái đầu cho hai nè. Lắp vào đầu đi ứng. Dạ. Nhà anh gần đây không? Cách đây sao? Cách đây vài trăm mét hả? Vài trăm mét ha, cũng gần. Vậy là 3 bình nữa là xong. Dạ. Còn chị này lấy mấy bình? 6 bình à. À sáng giờ thấy 6 bình rồi ha. Mới tới à. Dạ là mình lấy 6 bình mình xài mấy bữa? 6 bình xài chắc 3 bữa. Ồ vậy là mình tiết kiệm dữ dằn lắm rồi. Dạ. Dạ không có nước mình phải làm vậy. 3 ngày là 6 bình, vậy là một ngày mình xài 60 lít. Can 30 lít. Rồi xe chị đâu? Em
thấy xe. Xe có xe đạp. Trở lại gai ha. Trở lại gai. Dạ. Nhà gần đây không chị? Dạ. Xe kia kìa. Dạ. Cổ cổ tổng xào á. Dạ. Còn có cái bình đó em thấy nó bị lủng rồi. Lủng. Ở đâu không biết đem xuống xuống đồ khoan giếng xuống đây mà có kêu vô nhà luôn. Định Phan quậy sao xài mà nói đất ở đây làm như là gốc mắm gốc đồ chắc mùng đồ không à. Mấy anh á khoan là nước bùn không à, xài không có được. Vậy rồi có người ta đi về người ta không có khoan. Dạ. Sao mà em thấy bà con mình ở đây đông về mình không có làm đơn để mình xin vô cái đường nước. Có á. À không kéo hả? Nó có cho mà dân nói từ dưới kéo lên đây mắc lắm. Mọi người hình như ta 7-8 triệu gì đó. 7-8 triệu một hộ. À 7-8 triệu một hộ. Là nói vậy đó mà không biết rồi sau này không biết sao đó rồi ít quá. Dạ. Nghe thấy ngán quá. Nhưng mà em thấy là khu vực ở đây là dân mình là cũng nhiều đúng không? Mà không có nguồn nước máy là khổ dữ lắm. Có vô là vô rồi lập danh sách rồi có 3-4 hộ à rồi cho nên là không có đủ cái khả năng mà ngoài đình kéo vô đây kéo được. Dạ. Là kéo xuống lộ dưới chỉ vô tới đường ống vô tới lộ dưới là lên đây đó. Dạ. Đó, rồi còn mình vô đồng hồ đồ này kia nọ thì vô ống vô tới nhà nữa. Thì dân trong đây ta nghèo gần chết đâu có làm gì đâu. Làm chỉ làm ruộng thôi, người có 20-30 sào, có người không có ruộng luôn. Dạ. Kéo ống về đây cả mười mấy triệu kéo nổi. Đó. Tức là đóng không là 7-8 triệu rồi. Nghe chưa nói hồi trước đầu tiên á, thì nghe nói vậy đó. Dạ. Rồi hồi năm rồi cũng có vận động vô cây nước ông tên mà vận động vô thì người chịu người không. Nhiều người á, người ta có tiền thì người ta vô rồi được, còn nhiều người ta không có tiền đâu có khả năng. Không có khả năng vô. Đâu có khả năng vô đâu. Không đồng lòng. Thì hôm nay là nước kinh này là nói là tôi bơm đó cái nồi gõ xuống tới đó đó để bó tay luôn rồi kéo ra ao sao nay cạn rồi còn mấy con cá nó sống. Nhưng rồi cái hai ngày nay là nước nó xuống mà nước mặn chết à. Dạ. Bộ hãm cá nó chết cào thúi kinh luôn không có xài được luôn. Vậy đó hả? Cào cá nó chết á thúi rùm luôn. Rồi đó coi không có xài được. Là rồi giờ nói vậy nè, hồi xưa thì cái xã mình là 4-5 về trước là hộ nghèo. Dạ. Xã nghèo là các nước cá ở nhà từ thiện ta đem xuống ta cho nước. Rồi cái mình rầu mình nói vậy nè, trời năm nay cái xã của mình là vượt nghèo rồi, thoát nghèo rồi là không có còn không biết có mạnh thường quân nào cho nước hay không. Cái bữa mấy bữa hổng mấy ông YouTube đâu bên luôn Long An nè. Trời ơi lên điện thoại lên tên điện thoại này nè, rồi cái chắc các mạnh thường quân ta biết ở dưới đây là hụt nước chở vô đây. Dạ. Qua chở vô đây quá chừng luôn cho rồi. Ráp chở người nào nấy đầy nhóc á ráo luôn, không có chỗ nào mà hứng nữa ráo. Cái thời điểm mà cá chết đó chị là cách đây bao lâu rồi? Cá chết nay chừng 10 bữa nay gì? 10 bữa nửa tháng nay. Con kênh này là cá chết. Cá chết dữ lắm. Dữ lắm luôn. Cá thúi là mình xài không được, mình chỉ là bơm nước vô là vội hầm cầu với sử dụng như rửa chân rửa tay rồi mình lấy nước ở nhà mình rửa lại. Nhưng mà nguyên nhân sao mà cá chết mà đến nỗi mà nó khô nước mặn. Nước mặn nó mặn nó chết. À, nước mặn ha. Nước mặn á nó nhiễm vô. Nó nhiễm mặn vô chứ còn miền trên kia thì người ta còn nước ngọt, ta còn tưới cây đâu được, còn ở đây là tại vì mình sát ở biển nè. Dạ. Hai cái cống trên cống dưới này nè. Năm nào cũng vậy đó. Nó nhiễm là nước hơi mặn mặn. Dạ. Còn năm nay là mặn chát luôn. Chát luôn cho nên là cá còn không sống cá nổi. Cá sống không nổi luôn. Đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Em thấy nước nó chảy vô rồi nhưng mà nó vẫn còn mặn hả chị? Còn mặn, hồi qua thằng em chồng nó đứng ngay này nè, nó dạ. Đâu mười mấy bà nói nước kinh nước ngoài biển nước mặn ở ngoài nhiễm mặn mấy cái cống vô mà thằng em chồng nó leo xuống nó nếm thử nó cũng còn hơi mặn mà cũng mặn nữa. Mấy bà xài đâu có được đâu. Này mà nếu mà chở nước đi không nổi nữa thì bơm nước kinh này lên đặng dội hầm cầu. Với lại nhiều khi dạ. Dội nhà tắm hầm cầu với dội chuồng dê đồ này kia bị bạ được. Giờ này là xuống mạnh nè. Nhưng mà em cảm dạ. Thấy là bây giờ cái kênh này cá cũng còn nhiều. Còn cá phi nhiều lắm. Đó. Cá phi mà cá phi xẻ hồi xưa chứ cá Đài Loan mà cá bự bự vậy là nó chết hết. Còn cá phi xẻ thì còn dạ. Sống. Cá phi với cá lóc với cá trê còn. Dạ. Chị nói là nó chết hết rồi mà nó bốc cái mùi thúi lên luôn. Ừ. Hôi rinh luôn nó chết rồi. Tức là nó rất là nhiều. Trời ơi mấy chó nó ra vô nhà nó hôi phun nó chạy. Nó chịu nổi luôn. Dạ. Quá chừng luôn rồi vậy thì sao bà con ai về đâu cái nhờ mấy anh YouTube này nè vô quay rồi anh Sáu với kia có đám ổi
rồi quay lên rồi cái nhờ lên trong mấy bữa gì đó, hồi ơi xe nước ở đâu mà các mạnh thường quân cho ông kéo về đây quá trời một ngày vậy. Ờ, về đây biết bao nhiêu nước nữa, nhiều lắm. Dạ. Vậy là cũng nhờ nguồn tin của mấy anh YouTube quay lên. Mấy anh quay dạ. lên á, trời ơi nước quá trời nước luôn mà. Nói vậy cũng đỡ. Chính giờ cũng có những cái thông tin mà chia sẻ lên bà con mình ở đây thiếu nước. Đó, thì mạnh thường quân người ta mới biết tới ha, rồi người ta mới cho nước từ thiện. Bây giờ là nước là minh thiên ha. Chỉ nước minh thiên. Mà giờ cây cối này về đâu dám tưới, nước tên cũng tưới không được, tưới nhiều khi cây này nước chết luôn đó. Dạ. Giờ nào là bỏ vậy mà nó sống. Dạ. Sống chứ mà tưới là nó chết hết. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Nóng ruột dữ lắm dạ. Trời chuyển này chứ thấy gì mưa. Thấy gì không thấy. Ở đây em thấy nó cũng cá ngớp quá thế luôn kìa. Có nước vô. Đó, dạ. Đó. Thì ở đây chị nói là nước này mới xả một hai bữa nay cho nên mới có nước nhiều như thế này, còn mấy bữa trước á là chị nói dòng kinh này nó khô luôn, cá là chết thú hình thú quắc luôn, coi như là rất là hôi luôn. Còn bây giờ thì có nước nhưng mà hiện tại nó vẫn còn mặn nha, đã thử rồi nhưng mà nó vẫn còn mặn cho nên không có sử dụng được. Còn cái dành không, nhưng mà cái tháng này là chắc chắn là không có làm ruộng được ha. Tháng này không có làm ruộng được, cày ai bỏ khô bỏ đó. Dạ. Thì phải chờ mùa mưa hả chị? Chờ mùa mưa xuống tháng 5, tháng 6 mới có xả, năm nay chắc tháng 6 mới có xả. Mùa mưa bên cạnh đó là cũng phải là nước không có nhiễm mặn thì mới làm ruộng được. Kinh cống sổ hết nước ngọt mới xả được chứ giờ bơm nước này lên là xả lúa chết hết. Dạ. Nước mặn là không như nước kinh mà trời mưa mà ngập kinh này thì cống sổ 2-3 lần nước kinh cạn. Rồi quầy xã thông báo vô rồi cho dân xã, dân mới dám xã chứ đâu dám liều. Yeah. Xã là lúa chết hết. Dạ. Cũng khổ ha, nói chung mà bà con sống ở khu vực ở đây thì rất là nhiều cái nỗi lo. Nhất là về cái nguồn nước là khó khăn. Nay xuống được mừng. Ơi. Vậy nè. Thùng phi á sàng sợ lật. Sợ lật thì nó thôi đi ra đình đi bà con, chịu khó ra đình chở đi. Rồi dân giờ hồi đó có hội người mỗi người chở hội sách không có nổi, nhiều khi đàn ông đi mặn đó đi ghe đồ, còn đàn bà sách một can 30 lít rinh lên không nổi, nhỏ với kia nó trời ơi rinh mà nó đau bụng luôn. Dạ. Nó nói rinh không nổi, bữa nào mà ra chở nước á có người á mấy người đàn ông á khiêng phụ lên thì nó mừng, nó nói chở nhiều, còn bữa nào không có rồi chở ít thôi, chở không có nổi. Dạ. Hồi sáng lại như vậy nó chở 2 chuyến rồi nó nghỉ. Như vậy chị có thể cập nhật cho em là bao nhiêu xã ở đây và xã nào là bị hiện tại vẫn còn tình trạng thiếu nước ở khu vực này? Không biết nhiều nữa, có xã Gia Thuận này hình như là xã Dầm Láng cũng có nơi gì á. Xã Dầm Láng. Tại vì cái đó cũng kinh mà. Gia Thuận với Tân Phước là ảnh hưởng nhiều nhất, tại vì người ta xài cái con kinh này. Dạ. Con kinh này. Nói chung hiện tại là Gia Thuận với lại Tân Phước hả chị? Dạ. Dạ. Ở đây là một cái ao mà trước đây là nước rất là nhiều, nhưng mà thời điểm này thì nó đã khô cạn, không còn một giọt nước. Và bên cạnh này là những cái hũ chứa khoảng 3 khối nước. Nhưng mà hiện tại thì cũng không còn một giọt nào. Và trong đây thì bà con phải chuyển tới nơi khác để ở luôn. Là không có nước và đường ống cũng không vô được tới đây. Và không có mưa luôn để mà xài. Thành ra phải đi nơi khác để ở luôn. Có nhà dưới kia kìa. Cái này giờ thì bỏ là không xài nữa. Ở đây khó khăn quá, không có nước. À do là ở đây không có nước cho nên là về ở chỗ khác nữa. Chắc phải đợi nước mưa hả anh? Vậy là cái hầm này của anh hồi trước nè, nước rất là nhiều luôn nè. Mà bây giờ nó khô cằn như vậy nè. Ồ anh làm mấy cái bồn bự dữ vậy ta? Chứa được nhiêu ngàn lít anh? Cái đó là 80 đôi á. 80 đôi là nhiêu lít anh? Đón ra được không? Khoảng 3 khối. 3 khối hả? Hơn 3 khối. Ồ, một bồn 3 khối. Mình cho 3 khối đi. Cái bồn này bự hơn. 3, 6, 9, 10, 12, 15. Vậy là 5 bồn này là 15 khối. Cái này còn nữa. Hết rồi. Hết luôn hả? Dạ. Có cái đó còn miếng à? Đây còn miếng.
Vậy là bây giờ mình lại đây mình quét quét gì chứ đâu đâu có ở đây đâu ha anh. Tàn ơi, khổ dữ vậy chàng. Cái ruộng ở phía sau mình là bao lâu rồi không có làm anh? Một bồn chứa được 3 khối nước. Dạ. Nhà anh luôn hả? Không có người ta, nhưng mà cái ao đó còn không còn thôi. Dạ. Ao đó cũng chứa nước luôn anh. Thì ao vậy nhưng mà ao đó là sâu. Dạ. Dạ. Đây nè, ao bên đây nè. Chỗ này nó cạn nữa, nó uống nước. Cái đó là còn nước không còn thôi chứ cái ao này. Dạ. Ở đây cũng là một cái căn nhà mà đã cửa đóng then cài. Thì đây là trong cái khu vực của xã Gia Thuận, Gò Công Đông, Tiền Giang. Đây là một trong những căn nhà cũng giống như ông anh lúc nãy là đã đi nơi khác để sống. Nếu như không có nước sinh hoạt thì phải nói cực kỳ là khốn đốn luôn. Ở đây thì cô chú thấy là đất khô cằn luôn. Và những cái cây thì nó đã ra trái mà nó ra không nổi luôn. Điển hình giống như cây mãng cầu này. Thậm chí mà nó nuôi cái trái không nổi thì có những cái trái nó phải khô và nó chết như thế này. Mãng cầu trái rất là nhiều nha. Còn ở đây là một cái dòng sông. Nhưng mà dòng sông này thì cũng đã bị nhiễm mặn. Lúc trước là dòng sông nước ngọt nhưng bây giờ nó đã nhiễm mặn và không sử dụng được. Cây cối thì khô cằn chết. Và chủ nhà thì phải cửa đóng then cài để đi nơi khác có những cái nguồn nước sinh hoạt tốt hơn. Hoặc họ sẽ đi lên Sài Gòn, Bình Dương để làm. Ở đây thì Tâm thấy có ở phía trước nè. Thậm chí chuối mà có trái nè. Có trái mà chín luôn rồi nè. Cái này là chuối cao ha. Chuối cao nha cô chú. Trái này mà chín luôn nè. Mà còn không có ai chặt luôn. Tại vì người ta đã bỏ nhà người ta đi rồi. Đi tìm một nơi có nguồn nước để sinh hoạt, để sống. Còn đây là những cái cây mãng cầu mà trái hầu như không nuôi nổi và đã bị chết, bị thúi luôn. Đây nè. Ở đây lại là một địa điểm khác của xã Gia Thuận. Hiện tại thì nước không có luôn. Khô khan cằn cỗi. Nhưng mà có điều thì nước này là Tâm thấy cái tình hình nó chỉ mới vừa nhóm khô thôi chứ nó chưa có hiện tượng là nứt nẻ. Nó vẫn còn cái lớp sình ướt á. Nhưng mà nó đã khô rồi. Bên đó thì còn cái dũng nhỏ nhỏ. Những con cá nó nằm trong đó thì thời gian tới nếu mà nắng hạn này tiếp tục kéo dài thì những con cá đó nó cũng chết khô ở trên đây luôn. Bên đây là những cánh đồng lúa thì bà con người ta sẽ phải chờ tới mùa mưa rồi phải chờ những cái dòng kênh như thế này có nước ngọt vào và phải đợi trên xã báo là mới có thể làm lúa được, chứ người dân ở khu vực này người ta không dám tự làm đâu, tại vì nó sẽ có những cái tình trạng là nước vô nhưng mà nó vẫn còn mặn á. Thì nó sẽ tác hại tới ruộng lúa rất là nhiều. Cho nên phải đợi xã báo và mới làm được. Còn ở đây thì hiện tại là khô nước luôn. Hiện tại thì Tâm đang chạy theo một chiếc xe chở nước từ thiện vào trong vùng sâu, vùng xa của xã Gia Thuận.
chung những ngày qua thì tất cả những nguồn nước từ những nơi khác đem về đây làm từ thiện cũng khá là nhiều. Cái này là một chiếc xe nước anh đã ghé ở đây để cung cấp nước cho nhà này. Vì cà phê là 1.000 lít ha. Dạ. Thì là có mua tua để vô đó bơm vô. Quá êm luôn. Ồ, gọn hơn luôn ha. Ghim điện vô cái là chạy ào ào luôn. Sáng giờ được bao nhiêu chuyến như thế này rồi anh? Sáng giờ cho vô đây 6-7 chuyến rồi đó. 6-7 chuyến là một hộ là được một khối hả? Một hộ một xe. Một hộ là một 1.000 lít là một khối. Là mình đây là mình từ thiện luôn hay sao anh? Từ thiện luôn. Từ thiện luôn. Như xe bự thì xuống xuống đó là mình chở vô đây mình cho bà con người ta xài à. Dạ. Dạ. Quá quá yên. Chứ không có lấy tiền lấy gì hết. Dạ. À, cái xe này cũng là xe từ thiện. Tại giờ bà con người ta khổ quá, người ta lấy nước không được rồi sao sao giờ. Dạ. có điều kiện rồi mình có kệ chở cho bà con người ta xài. Xe này là của mình luôn hả? Đúng rồi. Rồi giống như là mình bỏ công với cái xe này mình chở từng nhà từng nhà. Rồi như những trường hợp những cái nhà không có cái motor rồi sao anh? Cái này motor mình luôn. Motor mình. Dây ống điện mình luôn. Cái motor này của mình gắn sẵn luôn. À, đúng rồi. Rồi tới mình chỉ bơm vô cho bà con xài thôi. Chủ yếu là có điện nha. Có điện. Dạ, có điện mình cắm vô. Motor ống điện là của mình hết. Cái dây điện là motor cũng anh luôn, rồi ống của anh luôn. Tức là anh sẽ đem là cả một cái đúng rồi. Đúng rồi. Là chiếc xe, rồi motor, đúng dây rồi. Điện, ống luôn, đúng đâm rồi. Thẳng vô nhà. Dạ. Quan trọng là có điện để mà găm hay không thôi. mấy nhà mà không có điện cũng xả xuống không được nữa. Dạ. Hút cái xả nó vô hồ. À. Không có điện thì mình hút luôn. Hút trực tiếp luôn, nếu có điện thì nó khỏe hơn, nhanh hơn. Cái đường ống này vô đó cũng 20-30 mét à. Đi từng nhà. Hỏi từng nhà nhưng mà mình hỏi thôi chứ thật sự là ai cũng cần. Đúng rồi, mình hỏi ta có bồn có thùng chứa không? À, quan trọng là có cái thùng để chứa cái nguồn nước này không? Có thùng chứa mới được chứ không giờ không có chỗ chứa rồi bơm vô rồi bơm đâu. Dạ. Ừ. Người ta lấy nhiêu thì mình cho nhiêu. Cho nhiêu. À. Là nói chung là cỡ một xe hai xe. Còn nhiều nữa thì chả không kịp. Chứ anh là làm có làm việc gì ở địa phương không hay là mình có chứ? Là... À có ha. Mà em có cảm giác là cái khu vực ở đây á là rất là lo cái vấn đề nước cho bà con. Bên cạnh là cũng kêu gọi từ thiện nè. Rồi song song với đó những cái nơi những khu vực mà ở trong đồng, trong quê như thế này thì sẽ tăng cường những xe này để chở. Nói chung là ở đây quỹ ban hỗ trợ cũng nhiều lắm, như sáng giờ là quỹ ban hỗ trợ đó. Dạ. Xe rồi phương tiện rồi chở vô cho bà con xài. Chung là hỗ trợ cho dân mình ở đây. Đúng rồi. Nói chung là dân ấm no thì cuộc sống mới hạnh phúc. Bởi vì đôi khi mình nói ở địa phương không có lo cho dân, chứ thật sự là chỗ nào cũng lo hết đâu. Ủy ban địa phương đây lo cho dân chỗ này dưới nước thôi. Dạ. Dạ. Nhưng sáng giờ thấy ủy ban đứng làm chỉ đạo cho mấy anh em chở đó. À, thanh niên tình nguyện rồi này kia cũng hỗ trợ. Rồi bên cạnh đó cũng vẫn xe mà cho nước rồi phải đem cả mua tư rồi em cảm ơn anh trai nha. Nhà này với mấy nhà ở ngoài đây cho để chị. Đây là một chiếc xe cũng là của bên bộ phận ủy ban đã điều phối để cho người dân ở khu vực này xã Gia Thuận này và cho dài tiếp vào trong cái đường trong đây nữa nè cô chú, nhất là trong những khu vực vùng sâu vùng xa. Rồi bây giờ thì đứa con Đồng Tháp cũng xin khép lại video ở đây. Thì Tâm cũng đã cập nhật tình hình thiếu thốn nước ở khu vực Gia Thuận, Gò Công Đông,
của Tiền Giang. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong tập tiếp theo nha.